Làm thế nào để được list trên sàn Binance? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời khuyên từ chính CEO của Binance là CZ nhé. Ở đây thì họ chỉ ra hai cách để list Binance. Cách thứ nhất là list trực tiếp thì sẽ có một cái online application form là đơn đăng ký online. Thì lát nữa mình sẽ thử điền cái đơn này. Và cách thứ hai đó là apply vào Binance Launch Pool. Đây là form dự án sẽ điền khi listing trên sàn Binance. Đầu tiên là những thông tin cơ bản như tên dự án, token symbol, tên đầy đủ của token, email. Và bước thứ hai chúng ta sẽ điền một cái Google form chi tiết hơn, bao gồm tên người điền, email, tên công ty, chức vụ, thủ tục pháp lý, giấy tờ, giai đoạn phát triển của dự án, vân vân. Và nếu như chúng ta được lựa chọn thì sẽ được nhận được email từ listing@binance.com. Vậy thì bản thân dự án cần làm gì? Thứ nhất đó là dự án cần phải update thường xuyên những cái giai đoạn phát triển và xây dựng dự án với cộng đồng và với Binance, và thường xuyên nhận có thể là theo tuần, theo tháng hoặc là theo ngày, vân vân. Thứ hai nữa là nên include cặp BNB và BUSD vào trong cái hệ sinh thái của dự án, cũng như là có thể gọi vốn bằng BNB, BUSD. Và cái thứ ba nữa là luôn ủng hộ và support Binance trong cộng đồng của mình. Cái này với vui nè, chắc là do bị spam nhiều quá cho nên là CZ đã trực tiếp viết một đoạn nốt quan trọng như sau. Đó là đầu tiên, không bao giờ được hỏi CEO CZ về tình trạng của đơn xử lý đã xong chưa. Thứ hai là không bao giờ được hỏi là contact person là ai, tức là muốn được listing trên Binance thì tôi phải contact ai, là không có, là chỉ có thể điền đơn thôi. Cái thứ ba nữa là không bao giờ được shill coin ở trên trang cá nhân Twitter của CZ hoặc là trên các trang mạng xã hội khác. Ví dụ như có một số bạn cứ spam comment là CZ list ABD list con xe đi kiểu như thế. Và thứ tư nữa là không bao giờ được gửi white paper cho CEO CZ nhé. Binance cũng đã đề cập rất rõ là những dự án muốn apply listing thì ít nhất cũng phải có sản phẩm và người dùng. Thêm nữa là họ sẽ xem cách bạn chăm sóc cộng đồng, xử lý những yêu cầu từ người dùng như thế nào ha. Và thêm nữa là không bao giờ được có những bình luận tiêu cực và phất về Binance. Như vậy thì họ sẽ cho bạn vào danh sách đen blacklist. Và cuối cùng đó là không bao giờ được hô hào hoặc là kêu gọi cộng đồng shill đồng coin của bạn một cách quá đà. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình apply listing của bạn. Và cuối cùng đó là phần phí dự án phải trả để được listing trên sàn Binance thì họ khẳng định là sẽ chuyển hết cho Binance Charity Foundation. Và 100% sẽ là minh bạch cho từ thiện và tất cả đều được minh bạch trên blockchain hết. Và sau đây là 5 dự án có tiềm năng list Binance. Tất nhiên là đây không phải là lời khuyên đầu tư, cũng chỉ là suy đoán cá nhân của mình thôi nhé. 1. OOE, OpenOcean.Finance là dự án tổng hợp thanh khoản tương tự như OneInch và có nhiều quỹ lớn đầu tư như Binance, Multicoin, CMS, OP Capital và TVL hiện tại là 7,9 triệu đô. 2. Trader Joe, TraderJoe.xyz.com, đây là AMM top 1 của Avalanche và có nhiều quỹ lớn đầu tư như là Three Arrows Capital, Defiance, GBV, Mechanism. Thông thường thì Binance sẽ list các AMM top 1 của các hệ sinh thái, ví dụ như là Quick, Cake, Uni, Sushi, Ray, và TVL của Trader Joe hiện tại là 2,23 tỷ đô. 3. Orca, website là orca.so, đây là AMM top 1 của Solana, tương tự cũng có nhiều quỹ lớn đầu tư như là Coinbase, Three Arrows Capital, Polychain, và TVL hiện tại là 1.12 tỷ đô. 4. Banana, website là app.appswap.finance, đây là một DEX hoạt động tương đối ổn định ở Binance Smart Chain, tuy không có nhiều nhà đầu tư và team ẩn danh tương tự như là Avaka, nhưng mà có TVL cũng tương đối là khoảng 400 triệu đô. 5. NFTB, website là nftb.io, thì đây là một NFT marketplace nổi bật trên Binance Smart Chain với mục tiêu kết hợp giữa NFT và DeFi. Còn các bạn thì sao? Sắp tới các bạn muốn dự án nào được list trên sàn Binance thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé.